Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở công trình dự án căn hộ KDA Quy Nhơn. Phía bên cạnh em Định đây chính là con đường Ngô Mây. Và phía sau lưng em Định, cái chỗ mà bông sen đó các anh chị, thấy không ạ? Đó chính là ngã năm giao lộ Ngô Mây, Dương Hồng, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương và đường Xuân Diệu. Video này thì em Định sẽ quay lại cái con đường Ngô Mây để các anh chị mình nắm rõ hơn là con đường Ngô Mây nó trông như thế nào và trên con đường này có những gì nha. Hiện tại thì khoảng 12 giờ trưa rồi, cho nên là người ra đường hơi vắng vẻ ạ. Rồi không để các anh chị chờ lâu nữa, bây giờ em cùng với các anh chị đi dạo ở đường Ngô Mây nha. Vâng, thưa các anh chị, đây là công trình KDA 01 Ngô Mây và đây là đầu đường Ngô Mây nha các anh chị. Hiện tại thì cũng đầu giờ trưa cho nên xe đi lại ngoài đường cũng khá là ít. Ở đường Ngô Mây có những gì? Thì ở đầu đường có trường trung học cơ sở Ngô Văn Sớ. Đây là trường cấp 2 Ngô Văn Sớ này các anh chị. Đó. Và chỗ này có những cái khách sạn này, shop quần áo và những cửa hàng phụ kiện điện thoại. Đường Ngô Mây Quy Nhơn á có rất là nhiều cửa hàng phụ kiện điện thoại nha các anh chị, nhiều lắm luôn á. Và bên cạnh đó thì đường Ngô Mây cũng có rất là nhiều quán trà sữa này, đồ ăn vặt. Những cái quán này bán giá cũng rất là bình dân, chỉ 20-30 nghìn là có một ly rồi à các anh chị. Dọc ở đây là có doanh trại bộ đội nè các anh chị. Doanh trại bộ đội này khá là rộng nha. Nó tới hai khu doanh trại bộ đội luôn, cho đây một khu và xíu nữa lên trên kia có tiếp một khu nữa. Ở chỗ này là ngã tư Nguyễn Thị Định và Ngô Mây. Các anh chị thấy ở đây nhiều cửa hàng phụ kiện điện thoại chưa ạ? Đây là một cái khu doanh trại bộ đội tiếp nữa này. Đây là những quán cà phê và quán trà sữa dập chỗ này. Thật ra thì hôm nay thì em định ra ngoài đi thị trường thôi, cho nên cũng không có mang theo những cái đồ quay phim, dụng cụ chống rung nữa, cho nên các anh chị thấy video nó hơi rung thì thông cảm cho em Định nha. Rất là nhiều cửa hàng phụ kiện điện thoại, sửa chữa điện thoại này, quán trà sữa nữa này. Bên này là có một nhà thờ. Đây là lối vào chợ khu 6 nha các anh chị, gần chợ luôn. Đây là một trường mầm non. Đây là ngã tư Ngô Mây và đường Nguyễn Thái Học. Ở này thì có Thế Giới Di Động này, Viettel Store, ngân hàng. Đường Ngô Mây thì có lộ giới khá là ngắn các anh chị, khoảng hơn 700m thôi, cho nên em Định sẽ quay hết con đường luôn. Và buổi tối là con đường Ngô Mây rất là đông người nha các anh chị. Ban ngày thì thấy ít như vậy thôi, nhưng buổi tối cũng khá là đông.
Rồi tới đây cũng là điểm cuối của đường Ngô Mai rồi. Các anh thầy chị thấy ngoài trước có ngã ba không ạ? À, chỗ ngã ba đó là đường Ngô Mai, cách đường đường Hoàng Văn Thụ Quy Nhơn nha. Rồi tới đây là hết đường rồi nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định, và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.